Hot xin chào các bạn. Thưa các bạn, ngày 7 tháng 6 năm 2022, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc vì có sai phạm liên quan vụ Việt Á. Thông tin này đã được hàng loạt báo chính thống cùng đăng trong tối cùng ngày. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các ông Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Riêng ông Nguyễn Thanh Long bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo cơ quan điều tra, hành vi sai phạm của ông Chu Ngọc Anh là ở thời kỳ ông này còn làm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Cơ quan điều tra xác định ông Chu Ngọc Anh có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước. Ông Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế thì có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Ông Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bị cáo buộc có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu chế tạo kit xét nghiệm COVID-19 và cũng gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các ông này để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước. Được biết, ông Nguyễn Thanh Long, sinh năm 1966, tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ông Chu Ngọc Anh, sinh năm 1965, quê ở xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội, học vị tiến sĩ. Còn ông Phạm Công Tạc thì sinh năm 1962, quê Nam Định. Cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài đăng đáng chú ý như status của nhà báo Võ Đức Phúc, biệt danh Mệ, viết rằng xe cảnh sát đã đến nhà ông Long, cựu Bộ trưởng Y tế rồi, mới quyền lực đầy mình đó, giờ tan hoang rồi, đời không nói trước được điều gì. Thời đang ngổn ngang dịch Covid, báo chí chẳng dám nói đụng chạm tới ông Long, mạng xã hội chửi ông phát thì lập tức tài khoản bay màu ra khơi xa. Mới mấy tháng trước, Mẹ viết một bài bình luận chửi thẳng mặt ổng, đăng lên nền tảng báo chí, bài sống được chừng 15 phút thì bay màu, ức nhưng đành chịu thôi, đời nó thế. Oan hồn mấy vạn dân mất vì Covid đã báo ứng, dân oan bị ngoái mũi, bị lực lượng chức năng tới nhà khống chế bắt đi ngoái mũi cũng tại mấy cha này, giờ nó có vào lò cũng sổ tuẹt vào mặt, chẳng còn ai thương, nhà báo Mẹ viết. Trước đó, ngày 18 tháng 5 năm 2022, một nhà báo khác đã đăng Facebook. Nói chung, anh vẫn được phát biểu khai mạc SEA Games hôm nọ cũng là an ủi phần nào rồi, kèm ảnh ông Chu Ngọc Anh. Cũng nhà báo này từ ngày 31 tháng 3 đã viết rằng ăn gì thì ăn, ăn trên tính mạng, sức khỏe và sự khốn cùng của đồng bào thì trời không dung, đất không tha đâu các vị ạ. À. Một cư dân mạng thì bình. Khi hai đồng chí Chu Bung Toang và Rồng Lộn bị kỷ luật thì ngẫm lại mới thấy chiến dịch biến nguy thành cơ của các đồng chí thật là vô cùng độc ác và có kế hoạch liên kết chặt chẽ bộ ngành. Ai đời lại đi biến cái nguy, hoảng loạn, khốn khó, nghèo khổ, chết chóc của dân chúng thành cơ hội cho một bộ phận người bao giờ. Xin lạy các đồng chí luôn. Hot Team sẽ tiếp tục thông tin nhiều vụ việc tới các bạn. Các bạn hãy ấn nút đăng ký và ấn cái chuông nhỏ kế bên nha. Xin chào và hẹn gặp lại.